Hello các bạn, hôm nay thì mình sẽ cho các bạn thấy cái quy trình của bên chỗ mình ha. Thì nó có để mật ong thành phẩm có nhiều cái quy trình các bạn, chứ không có đơn giản chỉ là từ cái trang trại thì khai thác xong là có thể sử dụng được đó các bạn. Nó phải qua rất là nhiều công đoạn. Thì hôm nay là mình sẽ quay cho bạn từ cái công đoạn bắt đầu về từ nhà máy nha. Sau khi khai thác ở trang trại về nhà máy thì đựng trong những cái can như thế này các bạn nè. Trong can như thế này thì sau đó tiếp tục mang về nhà máy mình, thì bắt đầu anh em mình bắt đầu đổ ra cái thùng lọc này để lọc thô các bạn, lọc sơ bộ lại. Tại vì trong quá trình khai thác á, không tránh khỏi được những cái dụng cụ khai thác nó vẫn dính những cái bẩn bụi, rồi dính thêm những cái xác ong nhộng, ong ấu trùng ong các bạn. Thì bây giờ bắt đầu mới mang về nhà máy, bắt đầu mình mới lọc, mình mới đổ ra đây mình lọc các bạn. Đấy. Đó, mình đổ ra mình lọc cho sạch này các bạn. Đấy, thì đổ qua cái thùng này bắt đầu lọc, lọc cái thùng này xong rồi lúc đó bắt đầu mới mình hút cái hút của cái phi này dự trữ đó các bạn. Cái bơm này là cái bơm dành cho thực phẩm á. Đấy, thì bắt đầu mới về hút, tiếp tục hút vô cái phi này. Đây các bạn ha. Đó, mà đang chảy ra nè. Đó, thì hút vô cái phi này, hút mấy cái phi này dự trữ đều, đều hết rồi sau đó mới đưa vô những cái máy kia để mình tiếp tục nhiều cái công đoạn tiếp theo ha các bạn. Đó. Đây là anh em mình đang tiếp tục lọc đây. Mật màu ở trong vắt luôn, đẹp luôn. Đó, đang đổ vô cái thùng lọc nè các bạn. Đó. Đang đổ vô thùng lọc. Có thùng lọc này xong rồi bơm. Bơm hút vô cái phi chữ chữ ha. Đó. À, đây là quá trời mật luôn các bạn. Mật mang về nè. Phải hôm nay mới là mùng 5 thế thôi nhưng mà phải làm trước các bạn, tại vì cái bùng mờ mới đi vô hoạt động, nhưng mà mùng 5 mình phải xử lý trước để lấy cái mặt bằng để mình tiếp tục mật về các bạn.